Cô yêu cầu mấy con là khi mà xem cái đáp án mà cô đăng lên á thì có gì cần hỏi thì mấy con nhắn vô cái mục thảo luận để cô sẽ ưu tiên cô trả lời trước, mà cô không có thấy em nào nhắn hỏi gì hết trơn á. Vậy là chứng tỏ là hiểu hết rồi hay sao vậy? Rồi. Bây giờ cô sửa nhanh nha. Cô sửa nhanh cái phần này. Rồi cuối giờ có gì cần hỏi thì quay trở lại hỏi cô liền. Bây giờ câu 1 là cô thấy nó đang so sánh giữa hai ý. Ý thứ nhất là the speed of light và ý thứ hai là the speed of sound. Vậy so sánh với số lượng 2 thì cô sẽ dùng so sánh hơn. So sánh hơn thì cô sẽ ra được cấu trúc so sánh hơn, ở đây là chữ B. Chỉ có B là so sánh hơn thôi. Đúng chưa? Nhớ là trước so sánh hơn ta được quyền dùng much hoặc là dùng far. Far hoặc là much cộng với so sánh hơn. Rồi, câu số 2. Câu số 2 thì cô đang có gì? Việc sử dụng cái chi tiết thì là cái phương thức gì đó của việc phát triển một cái kế hoạch, một cái ý kiến về quản lý. Như vậy thì ở đây cô nhìn vô là cô có thể dùng phép loại trừ được rồi nè. Cô loại A ra. A đang có more common tức là so sánh hơn. Thì vậy thì nó phải có done. Được chưa? Còn B. B là common là một tính từ bình thường thôi. Nếu đứng trước danh từ method số ít này vậy thì nó phải có cái số nhiều. Có một cái mạo từ a hoặc an đằng trước mới được. Còn câu C, most cộng tính từ thì đây là so sánh nhất, mà so sánh nhất thì phải có the. Phải có the. Vậy đáp án của cô sẽ là D. Là so sánh nhất của tính từ dài common. Cái phương thức phổ biến nhất. Phương thức phổ biến nhất. Câu số 3. Cô thấy đằng sau đang có một cái càng là the cộng với so sánh hơn là more vitality and character. Rồi đến chủ ngữ là the paintings. Rồi đến động từ là seem. Như vậy đằng trước cô cũng sẽ phải chọn một cái càng. Vậy đáp án của cô cái càng hợp lý nhất là câu C. Là the cộng so sánh hơn là loser. Cộng chủ từ là the brush work. Và động từ là is. Đúng cấu trúc càng càng. Câu số 4. Đây là gì? Đây là những cái vị trí này nó làm cho mình bị rối đúng không? Vị trí từ. Vậy thì giờ mình dịch nè. Đừng có quá khó khăn với anh ấy. Anh ấy đang làm công việc. Làm công việc vậy thì sẽ là làm như thế nào? Ta cần một cái trạng từ bổ nghĩa cho động từ làm. Làm như thế nào? Làm tốt nhất. Đúng chưa? Ở đây ta có chữ best là tốt. Làm tốt nhất vậy thì ngay sau nó sẽ là một trạng từ best. Vậy cô sẽ là đáp án B. Cô dịch là làm tốt nhất như là anh ấy có thể làm được. Tức là làm hết sức mình rồi đó. Ý như vậy là như vậy. Rồi câu số 5. Ta đang có một cái càng đằng trước là the more you talk. Như vậy đằng sau cô cũng chọn một cái càng. Vậy là câu B. The cộng so sánh hơn là works. Rồi đến chủ ngữ là it. Rồi đến động từ là seem. Đúng cấu trúc càng. Rồi câu số 6. Câu 6 ta đang thấy nè. Đang là so sánh hơn vì có much greater than nè. Như vậy đằng sau sẽ là một cái danh từ để so sánh với cái danh từ đằng trước. Đúng không? Ở đây cái danh từ đằng trước đang có là the relative size of an insect's wing. Tức là cái kích thước tương đối của cái cánh của một con côn trùng. Kích thước tương đối của cánh của một con côn trùng. Như vậy thì nó sẽ bên phía sau này nó cũng phải so sánh với một cái danh từ tương đương đó. Như vậy thì đáp án ở đây sẽ là B, sẽ là A. Đó đi. Chữ đáp trong câu A này
that trong câu A này là nó thay cho the relative size. Nó thay cho the relative size này đây. Là cái kích thước tương đối. Ha, rồi ở đằng sau là of a bird's wing. Là nó sẽ so sánh với cái đằng trước của đề bài là of an insect's wing. Đúng chưa? Vậy mình dành câu A là cái kích thước tương đối của cái cánh của một con chim. À, nó so sánh với kích thước tương đối của cánh của một con côn trùng. Được chưa? Vậy nhớ chữ đáp. Chữ đáp trong trường hợp này là nó thay cho danh từ ở phía trước của đề bài. Nè, đáp of nè. Thì nó sẽ thay cho the relative size of. Đó. Thấy chữ of không? Rồi, vậy thì nhớ một cách để ta nói nha. Một cách để ta nói so sánh là như vậy. Ta dùng đáp ta thay cho một cái danh từ ở phía trước. Câu số 7, một cái càng. Vậy thì đằng sau một cái càng nữa sẽ là câu D. Đúng cấu trúc càng. Tại sao cô không chọn được câu C? Tại sao không chọn câu C? Tại vì chữ worry, worry của câu C này nó là một động từ. Còn worry ed thì nó mới ra là một tính từ. Tại sao ta cần một tính từ? Tại vì become. Become thì nó cần một tính từ theo sau, trở nên, lo lắng. Được chưa? Become cộng tính giống như to be vậy đó, ta cần một tính. Nên đáp án là D. Câu số 8. Câu 8 ta thấy rõ ràng ta loại trừ được nè. Ta có done. Ta có done. Như vậy thì ta sẽ dùng so sánh hơn. Được chưa? So sánh hơn vậy cô loại ra liền chữ B. Chữ B cô loại liền. Tại vì harder thì không có more nữa. Harder là đã so sánh rồi, không có dùng more. Rồi còn chữ A với chữ D thì nó có chữ highly. Mà highly thì cô nói rồi, trên lớp rồi, highly mang nghĩa là hầu như không. Hầu như không, khi vào câu này nó sẽ không ra nghĩa. Mà ở đây ta cần nghĩa của chữ ha là chăm chỉ hơn, chăm chỉ, ha. Cho nên cô loại Harley ra là đáp án A và D. Nên cô còn đáp án C. Còn đáp án C là so sánh hơn của trạng từ ha. Cô ra harder và nhấn mạnh thì cô có chữ much, much harder, done. Được chưa? Tức là An làm việc chăm chỉ nhiều hơn hầu hết những bạn khác của cô ấy. Câu số 9. Cô có một cái càng nè, the more you have tried nè. Vậy đằng sau cô cũng chọn một cái càng, vậy là A hay là C mà thôi. Được chưa? Vậy đáp án sẽ là A nè. Tại sao A? Cũng như thế, cô thấy có động từ become. Become thì cô phải dùng một tính từ đằng sau là better. Better chứ cô không chọn C. Chọn C ở đây là more. More là mang nghĩa là nhiều cái gì đó. Nó không có ra nghĩa trường hợp này. Nhớ become hoặc be thì ta sẽ chọn một tính từ là better. Câu số 10. Cô thấy title là cái tựa bài. Cái nào trong những cái bên dưới là cái tựa bài? Cái nào trong những cái bên dưới, which of the following, như vậy thì nó sẽ so sánh nhiều hơn 2. Đúng chưa? Nên ta phải dùng so sánh nhất. Chừng nào so sánh số lượng 2 ta mới dùng so sánh hơn. Vậy so sánh nhất vậy sẽ là câu A. So sánh nhất của chữ good là the best. Nhớ so sánh nhất thì phải có the. Rồi, câu 11, cô nhìn đề bài cô thấy có chữ done nè. Cô thấy có done rồi, cô thấy có complicated là một tính từ. Vậy cô suy ra ở đây cô phải dùng một cái so sánh hơn. So sánh hơn của tính từ complicated. Đúng chưa? Vậy cái nào ráp vô được so sánh hơn của tính từ này? Vậy chỉ có C thôi đúng không? C là so sánh kém hơn. Ta dùng less cộng tính từ dài. Và nhấn mạnh thì ta dùng much trước so sánh hơn. Rồi được chưa? Có gì thắc mắc không? Đây là một cái cách để mình quan sát đề bài. Để mình xem coi là nó sẽ là cái dạng so sánh gì ha.
để mình loại trừ. Rồi. Câu 12 lưu ý. Câu 12 of the three causes. Tức là so sánh với số lượng 3. 3 khóa học. Vậy so sánh số lượng 3 thì ta phải dùng so sánh nhất. Nhớ so sánh 2 thì ta mới dùng so sánh hơn hoặc so sánh bằng. Được chưa? Còn 3 thì ta phải dùng so sánh nhất. Vậy cái nào so sánh nhất ở đây? Cái nào so sánh nhất dành cho cô coi? Có A với lại D đúng không? A với lại D. A là the hardest nè, là so sánh nhất nè. Mà đằng sau là and more interesting, tức là so sánh hơn, vậy hợp lý không? Không, vậy ta phải chọn câu đề là the most interesting, là cũng so sánh nhất. So sánh nhất của tính từ dài là interesting đó. Cô ra most, the most cộng tính từ dài. Được chưa? Rồi, câu 13. Of the two films, 2. So sánh với số lượng 2 thôi, vậy câu này cô chọn so sánh hơn. So sánh hơn, vậy cô sẽ ra chữ gì? So sánh hơn của tính từ interesting. Vậy cô sẽ ra more interesting. Được chưa? Tại sao ở đây lại có the? Tại sao ở đây lại có the? So sánh hơn mà tại sao lại có the? À, tại vì ở đây người ta đang so sánh với số lượng 2 và Titanic là cái bộ phim đã được xác định rồi. Trong hai bộ phim mà tôi xem hôm qua thì phim đó hay lắm cô. Thì thú vị hơn. Được chưa? Cho nên cô phải có the so sánh, xác định rõ là cái gì rồi thì ta sẽ có the. Câu số 14. Câu 14 cô cũng thấy có so sánh số lượng 2 nè. Two models. Đúng chưa? Two models. Như vậy cô sẽ chọn so sánh hơn. So sánh hơn cô có A với lại C đúng không? So sánh hơn của tính từ modern. Mà ở đây this car là chiếc xe hơi này, như vậy đó đã so, nó đã xác định rõ là xe hơi nào rồi trong số 2 chiếc. Vậy thì xác định rồi, nó cũng giống như câu 13. Cô phải là the more modern. Đúng không? Câu 15. Câu 15 quá dễ nè. Cô đang có as expensive. Ta thấy có chữ as. Vậy đây sẽ là so sánh bằng. So sánh bằng của tính từ expensive. Vậy ráp cấu trúc so sánh bằng ta ra as cộng tính từ cộng as. Được chưa? So sánh bằng vì có as, expensive as. Câu 16. Ta chọn cái càng nào hợp nghĩa đây? Cái nào không đúng cấu trúc của so sánh càng thì ta loại ra. Câu A cô loại nè. Câu A cô loại vì ở đằng sau không có so sánh hơn. Đằng sau much nó chưa phải là so sánh hơn. Nếu mà muốn dùng so sánh hơn của much thì ta phải dùng chữ more. Yeah. Câu B cô loại luôn. Tại vì hard thì không có dùng more hard. Mà phải là harder. Harder. Rồi. Câu C. Câu C là so sánh nhất. Cô loại luôn. Đúng không? So sánh nhất là hardest với the best. Ở đây trong khi ta cần là so sánh hơn càng. Vậy đáp án sẽ là câu D. Hai cái so sánh hơn đó, harder với lại better. Câu 17. Câu 17 lưu ý cho cô đang dùng cấu trúc so sánh bội số. Bội số ở đây là chữ twice. Chữ twice có nghĩa là hai lần. Ha. Nếu con muốn nói nghĩa là ba lần thì con sẽ là chữ three times. 3 lần. So sánh bội số. Sau bội số thì con sẽ cộng với một cấu trúc so sánh bằng cho con nha. Vậy thì cô sẽ ghi ở đây cấu trúc ra là bội số cộng so sánh bằng. Thì cô sẽ ra được ở đây, ví dụ như cô nói là twice as many television as. Cô chọn đáp án A.
Có phải đáp án A là cấu trúc so sánh bằng ráp vô đúng không? Đúng chưa? As many television as, tức là so sánh bằng của chữ many television là nhiều, nhiều tivi. Thêm dùm cô chữ S vào đây dùm cô ha. S, cô đánh sót. Rồi, ở đây cô nói là ý muốn nói là gì? So sánh bội số là có gì? Có nhiều tivi hơn máy tính gấp 2 lần. Computers. Nhiều tivi hơn máy tính gấp 2 lần. Đó. Thế là cái số lượng tivi nhiều hơn gấp 2 lần cái số lượng của máy tính. Nhớ bội số ở đây là chữ twice, hoặc là con muốn nói 3 lần là three times, là 3 lần. Được chưa? Cấu trúc so sánh bội số. Rồi, câu 18. Câu 18 thì cô có thể loại trừ nè. Cô nhìn vô cái nào không có đúng so sánh thì cô loại hết. Câu A cô loại nè. Tại vì đang dùng so sánh nhất thì phải, vì có most nè thì phải có the most. Câu B cũng vậy, hardest thì phải có the, phải the hardest. Câu C, câu C thì đúng so sánh hơn harder với lại more comfortable. Vậy cô chọn đáp án C hợp lý. Còn câu D, more hard là sai ha. Phải harder mới đúng. Rồi. Câu 19. Câu 19, nếu em nào nhạy bén nhìn vào cái đề thì thấy đang so sánh với danh từ số nhiều là chữ structures, đang ở số nhiều. Tức là cái kiến trúc nhân tạo. Kiến trúc nhân tạo. À, mà để so sánh được với danh từ số nhiều thì cô nhớ lại giùm cô. Thì nó phải đi với chữ gì? One of. One of thì nó phải cộng với danh từ số nhiều. Được chưa? Ở đây nói là cái tháp Eiffel vẫn còn là một trong những cái gì? Một trong những cái cấu trúc nhân tạo trên thế giới và do con người làm ra. Nhớ one of thì cộng với một danh từ số nhiều. Rồi. Câu 20. Looking, you are looking. Tức là bạn đang trông có vẻ như thế nào đó, đúng không? Như vậy thì nhìn vô, cô có thể loại nè. Câu A có chữ dan nè. Câu A có chữ dan là so sánh hơn. Mà chữ lovely, lovely là tính từ dài hay ngắn? Nhắc lại, lovely nó rơi vào dạng gì? Tính từ có hai vần là love và ly, đúng không? Và tận cùng là một phụ âm cộng y dài, là l cộng y dài. Như vậy cô suy ra lovely là tính từ ngắn. Vậy so sánh hơn sẽ là lovelier. Lovelier, vậy cô chỉ phân vân giữa B với lại D mà thôi. Mà ở đây so sánh của chữ lovelier vậy thì cô phải ra là lovelier dan, đúng chưa? Dễ thương hơn, phải là lovelier dan, vậy đáp án sẽ là B. Cấu trúc so sánh lấy tính từ đó cộng đan. Rồi câu 21. Câu 21 xét nghĩa ha. Chúng ta chặt phá nhiều rừng thì trái đất trở nên nóng. Lưu ý ở đây là nhiều rừng nha, many forests. Vậy thì khi mà ta so sánh thì ta phải lấy nguyên cái cụm many forests đó ra, ta làm so sánh hơn thì cô sẽ ra được là more forests, là nhiều rừng hơn. Được chưa? More forest. Vậy ta sẽ phân vân giữa B với lại C thôi. Đúng chưa? Rồi ở đằng sau ta cần một cái càng nữa đúng không? Vì đằng trước ta đang có một cái càng rồi. Vậy cái càng đằng sau hợp lý là câu câu C. Đúng cấu trúc càng càng. Đúng chưa? Còn câu B ở đằng sau cái càng nó không đúng cấu trúc. Câu 22. Câu 22 xét nghĩa nè. Lee nói chuyện với người khác lịch sự hơn Ben.
lịch sự hơn Ben. Lee nói chuyện với người khác lịch sự hơn Ben. Câu A là gì? Câu A đang dùng so sánh bằng là Ben không có nói chuyện với người khác lịch sự bằng Lee. Đúng không? Vậy đáp án A đồng nghĩa với câu đề bài. Câu B là sai nghĩa. Câu B là Ben nói chuyện với người khác lịch sự như Lee là sai nghĩa rồi. Câu C. Câu C thì Ben không nói chuyện với người khác lịch sự hơn Lee. Lịch sự hơn là sai. Sai nghĩa luôn. Câu D cũng vậy. Kém hơn, kém lịch sự hơn cũng sai. Không nói chuyện kém lịch sự hơn cũng sai nghĩa luôn. Rồi, câu 23. Cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi đã từng gặp. Vậy đáp án sẽ là câu B nè. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ thông minh hơn cô ấy. Hơn cô ấy. Dùng so sánh hơn. Yeah. Còn ba cái kia nó sai nghĩa luôn. Câu 24. Chúng tôi cần nhiều đồ đạc. Chúng ta không cần nhiều đồ đạc bởi vì căn phòng thì nhỏ. Như vậy thì câu A cấu trúc càng càng. Căn phòng càng nhỏ thì chúng ta cần càng ít đồ đạc. Cũng khá là hợp lý, đúng không? Căn phòng càng nhỏ thì càng cần ít đồ đạc là đúng nghĩa với đề bài. Vậy câu D thì sao? Câu D cũng là căn phòng càng nhỏ chúng ta cũng cần ít đồ đạc. Chữ less và chữ fewer. A ta dùng fewer. Còn D ta dùng less. Cả hai cái này nó đều mang nghĩa là ít. Đúng chưa? Vậy thì cái nào đúng trong trường hợp này? Vậy nhớ giùm cô. Chữ few. Chữ few nha. Nhớ giùm cô nè, cái này ta rất hay gặp trong các dạng so sánh. Chữ few thì nó sẽ cộng với một danh từ. Cộng với một danh từ số nhiều đếm được. Few thì cộng với danh từ số nhiều đếm được. Còn chữ less ở dưới này, less ở dưới này thì nó là từ chữ little, học rồi đúng không em? Học rồi, nó là từ danh tính từ là little. Mà little thì nó lại sao? Nó sẽ cộng với cái gì? Ở trên lớp nó rồi đấy. Little thì sẽ cộng với một gì? Danh từ sao? Danh từ không đếm được. Đó nha. Cả hai cái này nó đều mang nghĩa là ít. Few và little đều mang nghĩa là ít. Nhưng mà few thì đi với danh từ số nhiều. Còn little thì đi với danh từ không đếm được. Như vậy ở đây ta sẽ xét cái chữ furniture này là danh từ như thế nào. Furniture mang nghĩa là đồ đạc, nó luôn là danh từ không đếm được. Nhớ dùm gò, không đếm được, cho nên đáp án của cô sẽ là less furniture. Nhớ nha, cái này ghi chú lại để học. Trong phần so sánh người ta rất hay kêu mình phân biệt giữa few và little đấy. Rồi câu cuối cùng 25. Anh đây là một cái càng đúng không em? The sooner the better nè. Anh ấy dừng hút thuốc càng sớm thì anh ấy cảm thấy càng khỏe. Yeah. Dừng hút thuốc càng sớm thì cảm thấy càng khỏe. Như vậy cái nào giống nghĩa? Câu A là mặc dù là thấy tầm bậy rồi. Câu B là anh ấy cảm thấy quá khỏe từ lúc anh ấy dừng, vậy cũng sai luôn nè. Câu C, khi anh ấy dừng hút thuốc, anh ấy sẽ bắt đầu cảm thấy khỏe. Rồi, vậy câu C là đáp án đúng. Đúng nghĩa.
Còn câu D là ngay khi anh ấy cảm thấy khỏe hơn thì anh ấy sẽ dừng hút thuốc là sai nghĩa. Đúng chưa? Rồi, vậy là cô đã xong cái phần sửa bài so sánh. Vậy là cô sẽ chấm dứt cái phần so sánh ở đây luôn nha. Qua tuần sau chúng ta sẽ học tiếp một số cái cụm động từ của bài số 15. À. Rồi bây giờ có em nào cần hỏi gì cô không? Có bạn nào cần hỏi gì không? Ai cần hỏi gì không? Cô mở mic lên rồi đó. Cô ơi, Ơi, cô đây. bạn bạn Khánh, bạn của Khánh lớp con đó, bạn nó nói là hôm nay cho bạn đó xin nghỉ, từ bạn đó bị bệnh đó cô. Quốc Khánh hả? Dạ, Quốc Khánh Bệnh 12 gì chín đó vậy? cô. 12 A9. Dạ, nó sốt quá cô. Trời Ờ. ơi, lâu quá mới nghe được vận động viên võ thuật Huỳnh Hữu Duy. Rồi, nãy giờ là mấy con có gì cần hỏi về bài không? Rồi, được rồi. Thì cô sẽ ghi nhận Quốc Khánh là có phép Nhớ vận động nha. viên võ thuật quá. Nhớ tao hả Nam? Nhớ tao hả Nam? Rồi, bây giờ có gì cần hỏi không? Rồi, bây giờ yên Dạ lặng. Tất cả ở yên lặng, không có bấm bất cứ cái gì hết. Để cô sẽ chụp lại cái màn hình để cô điểm danh nha. Cô chụp cái danh sách người tham gia nè. Mấy con đừng có bấm cái gì hết, nó sẽ bị chạy cái tên đó. Để cô chụp rồi cô báo lại xong rồi thì mấy con mới được. Yên đó cho con nha. Chưa nha, ngồi yên đó cho cô. Thái chưa nha, vẫn ngồi yên đó, nó dài lắm, chắc phải chụp vài lần nữa. Minh Tâm. Thư. Ngân Trần. Nhật Anh. Phải Hào. Phương Tùng. Gần xong rồi. Gần xong rồi, tí xíu nữa. Ok, ta có 64 người tham gia. Rồi, cô sẽ coi theo cái hình cô chụp để cô điểm danh nha. Rồi, trước khi rời lớp nè, mấy con có gì ý kiến gì không?